Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục tác phẩm Hồn Trương Ba và Da Hằng Thịt qua màn đối thoại của Trương Ba với người thân. Vợ Trương Ba, cháu gái, chị con dâu. Vợ Trương Ba buồn bã đau khổ muốn chết bỏ đi, định nhường chồng cho cô Hằng Thịt. Nhận thấy sự thay đổi của chồng và đau khổ trước cảnh chồng chung, ông bây giờ còn biết đến ai nữa. Đi biệt để ông được thảnh thơi với cô Hằng Thịt, ông đâu còn là ông nữa. Con dâu thông cảm và xót thương, thấu hiểu những đau lòng nhận thấy bố ngày một khác. Con sợ lắm, bởi con cảm thấy đau đớn thấy mỗi ngày thầy một đổi khác dần, mất mát dần. Tất cả cứ như lệch lạc, nhò mờ dần đi, đến nỗi có lúc chính con cũng không nhận ra thầy nữa. Cháu gái quyết liệt và dữ dội, tâm hồn tuổi thơ trong sạch, không chấp nhận sự dung tục. Ông nội tôi chết rồi, nếu ông nội tôi hiện về được, hồn ông nội tôi sẽ bóp cổ ông. Lúc ông chiết cây cam, bàn tay giết lợn của ông làm gãy tiệt cái chồi non. Chân ông to bè như cái xẻng, dẫm lên nát cả cây sâm quý mới ươm. Ông nội tôi đời nào thô lỗ phũ phàng như vậy. Tâm trạng của Trương Ba vẻ mặt thẳng thờ, lạnh ngắt như tảng đá. Cử chỉ tay ôm đầu, giọng điệu nhẫn nhục cầu cứu, vô cùng đau đớn bế tắc. Không cần đến cái đời sống do mày mang lại, không cần. Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta à. Nhưng có thật là không còn cách nào khác, có thật không còn cách nào khác. Trương Ba hiểu những gì mình đã, đang và sẽ làm cho người thân là rất tệ hại, mặc dù không hề muốn. Nhận xét về màn đối thoại giữa Trương Ba và người thân. Tất cả mọi người trong gia đình dù đã cố chịu đựng và thích nghi với hoàn cảnh mới, nhưng càng không thể chấp nhận sự thật quái gở trong nhà mình. Đối thoại với ba người thân yêu của mình làm cho hồn Trương Ba càng thêm đau khổ tuyệt vọng vì hoàn cảnh trớ trêu mà mình đã dấn thân vào. Màn đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích. Hồn Trương Ba kiên quyết từ chối sống chấp vá, không thể sống bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo. Vạch ra sai rầm của Đế Thích, ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống thế nào thì ông chẳng cần biết. Hồn Trương Ba yêu cầu trả lại sự sống cho anh Hằng Thịt, kiên quyết từ chối nhập vào xác cô thị. Đế Thích ngạc nhiên bất ngờ trước yêu cầu của hồn Trương Ba, khuyên Trương Ba nên chấp nhận hoàn cảnh. Gợi ý hồn Trương Ba nhập vào xác cô tỵ và vẽ ra một tương lai hấp dẫn. Nhưng Trương Ba không chấp nhận. Đế Thích cuối cùng đã chấp nhận yêu cầu của Trương Ba và thắc mắc: con người hạ giới các ông thật kỳ lạ. Ý thức sâu sắc về ý nghĩa của sự sống của Trương Ba, Đế Thích có cái nhìn hời hợt phiến diện về cuộc sống. Ý nghĩa cuộc đối thoại: được sống là đáng quý, nhưng được sống là mình trọn vẹn còn quý giá hơn rất nhiều. Con người phải đấu tranh với cám dỗ, nghịch cảnh để hoàn thiện nhân cách và tỏa sáng. Ý nghĩa sâu sắc về lẽ sống: con người là một thể thống nhất giữa hồn và xác hài hòa. Không thể có một tâm hồn thanh cao trong một thể xác phàm tục tội lỗi. Sống thực là mình, sống trung thực thật khó khăn, nhưng vẫn được hạnh phúc vì là chính mình, sống nhờ, sống gửi, giả dối. Thì dù có sung sướng vật chất đến đâu, cuộc sống ấy vẫn đầy dai dứt, đau khổ và vô nghĩa. Hồn Trương Ba quyết định ngay và dứt khoát việc chết đi để cô tỵ được sống lại. Vì cô tỵ vừa mới qua đời, xác chưa bị phân hủy, dẫn đến tích hợp lý của câu chuyện. Màn kết. Cô gái lấy những hạt na vùi xuống đất, cho nó mọc thành cây mới. Những cây sẽ nối nhau mà lớn khôn mãi mãi, thể hiện một niềm tin vào tương lai, niềm tin vào sự chiến thắng của cái thiện, cái đẹp và của sự sống đích thực. Ngôn ngữ nhân vật nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu chất trữ tình, đầm thấm bay bổng.
Màn kết với chất thơ sâu lắng đã đem lại âm hưởng thanh thoát cho một bi kịch lạc quan, đồng thời truyền đi thông điệp về sự chiến thắng của cái thiện, cái đẹp và của sự sống đích thực. Tổng kết về nội dung, từ một câu chuyện dân gian, Lưu Quang Vũ đã đưa ra một quan niệm cao đẹp về cách sống. Hãy sống chân thật với chính mình, phải biết đấu tranh với nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại sự dung tục để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý. Nghệ thuật xung đột vào kịch tính, ngôn ngữ đặc trưng cho ngôn ngữ kịch, sự kết hợp tính hiện đại với các giá trị truyền thống, chất thơ, chất trữ tình, bay bổng. Qua vở kịch Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt, các em hãy lập dàn bài với cái đề phân tích nhân vật Trương Ba với vở kịch Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ. Xin chào các em.